Hé lộ vai diễn đặc biệt của nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong Táo Quân 2023. Người hâm mộ đang rất mong chờ vào sự quay trở lại của nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong chương trình Táo Quân 2023. Táo Quân 2023 là chương trình đặc biệt, đánh dấu 20 năm phát sóng nên quy tụ những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung, MC Thảo Vân. Bên cạnh đó, chương trình năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ, sẽ là những tiếng cười mang hàm ý rất sâu sắc, thâm thúy phản ánh hơi thở thời sự của cuộc sống để gửi tới khán giả. Đặc biệt, sau một thời gian điều trị, tập phục hồi, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã có những chuyển biến tích cực. Anh đã có thể cùng các anh chị em nghệ sĩ tham gia tập luyện cho chương trình Táo Quân tới tận đêm khuya. Theo nghệ sĩ ưu tú Chí Trung tiết lộ trên Vietnamnet, nghệ sĩ nhân dân Công Lý quay trở lại Táo Quân 2023 thực sự là nỗ lực không ngừng của bản thân và gia đình. Chúng tôi đã có 19 năm gắn bó với nhau nên coi nhau như gia đình. Các nghệ sĩ vui khi nhìn thấy bạn ấy trở lại sân khấu, khán giả cũng mong muốn Công Lý được như xưa. Sức khỏe của Công Lý đang hồi phục nên ekip đã tìm ra một vai cho bạn ấy thỏa nỗi nhớ mong khi xuất hiện qua một bức rèm không múa may. Quay cuồng như các năm trước, Chí Trung chia sẻ. Trước đó, nói về sự trở lại lần này của nghệ sĩ nhân dân Công Lý, MC Thụy Vân từng chia sẻ, thời gian qua tôi không nói chuyện với Công Lý quá nhiều. Nhưng tôi biết Công Lý đang áp lực và nhiều nỗi niềm. Với một người bình thường khi ốm đã mệt mỏi, nói gì là một nghệ sĩ nổi tiếng như Công Lý. Công Lý quay trở lại sân khấu ai cũng chào đón, vui mừng nhưng đằng sau đó Công Lý đang rất áp lực với bản thân. Công Lý là người sống rất có trách nhiệm. Vậy nên bạn ấy sẽ càng đau đáu khi sự xuất hiện lần này với Táo Quân có được như khán giả kỳ vọng hay không. Hiện các nghệ sĩ vẫn đang tích cực tập luyện cho chương trình. Táo Quân 2023 sẽ có tổng cộng 3 buổi tổng duyệt và ghi hình vào các tối 6, mùng 7 đến mùng 8 tháng 1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.